lần trước. Lâu lắm rồi, đối với nhiều người thì là nhóm online nó cũng có cái hay, nhưng mà nó không có được cái sự tương tác giống như là nhóm trực tiếp. Hãy cầu nguyện thưa anh chị em, bởi vì cái mối thông công của chúng ta đó vô cùng quan trọng trong cái việc sống đạo mỗi ngày. Cho nên nếu có ai đó thấy rằng là đã thích đi với cái chuyện nhóm online rồi, thì cũng xin hãy cầu nguyện để Chúa đem mình trở lại với nhóm trực tiếp thay vì nhóm trực tuyến. Bởi vì khi mình gặp mặt nhau, mình được nghe, mình được nhìn thấy nhau, khích lệ và gây dựng lẫn nhau, thì đó là điều tốt lành. Hôm nay là mùng 6 Tết Nguyên Đán. Đây là cái thời điểm mà khởi đầu của cái niên lịch năm hộ đó. Tức là nhiều cái lễ hội nó liên quan đến năm Việt. Nó phản ánh cái văn minh lúa nước của người Việt chúng ta được tổ chức trong cái tuần này, tức là bắt đầu từ thứ hai tới đi. Ví dụ như là ngày mùng 7 thì có cái lễ tịch điền, tức là kỷ niệm là cái chuyện mà mỗi năm hồi xưa đó là ông vua cái ngày mai đó là ông sẽ cài, ông xuống đồng ông đi cài đất, bắt đầu khởi đầu cái năm mới. Hay là những cái ngày sau đó thì một vài cái vùng núi ở phía Bắc nó có cái lễ hội gọi là lễ hội lồng tồng hay là lễ hội xuống đồng nè. Tất cả đều nói lên gì? Nó nói lên cái ao ước của một cái vụ mùa bội thu trong cái năm mới thông qua cái hành động tín ngưỡng như vậy. Thì trong cái tinh thần mà gieo gặt đó, trong cái ngày đầu xuân này, tôi cũng muốn được anh chị em cùng suy gẫm với nhau một câu kinh thánh thôi. Tết nhất không có nói nhiều, chỉ một câu kinh thánh là trong Ô-sê chương 10 câu số 12. Ô-sê chương 10 câu 12, một cái mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta, không chỉ cho những cái ngày, cho những ngày đầu xuân thôi đâu anh chị em, mà cho cả những cái tháng ngày mà chúng ta bước đi với Chúa ở trên đất. Ô-sê chương 10 câu 12. Chúng ta đã quá quen với cái màn hình, với máy chiếu các kiểu đúng không? Lâu lâu mình phải thay đổi. Thực ra nó hát mà không có máy chiếu đó, nó sẽ dễ gặp gỡ Chúa hơn, đụng chạm hơn là hát có máy chiếu. Amen anh chị em. Bởi vì những cái bài hát mình thuộc rồi, mình không cần phải nhìn nữa, cái lòng mình nó tuôn đổ ra với Chúa. Tôi ước ao sự dân sự Chúa có thể trở lại, khám phá trở lại những cái kinh nghiệm mà mình đã từng có với Chúa qua cái việc là thuộc lòng kinh thánh, rồi những cái bài hát mà mình đã thuộc lòng mà mình không cần phải lệ thuộc vào công nghệ nữa. Ô-sê chương 10 câu 12, lời Chúa phán như này, tôi sử dụng bản dịch cũ: hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy mở đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và mưa xa công bình và xa mưa công bình ở trên các người. Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, hãy mở đất mới, vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng nào Ngài đến và xa mưa công bình trên các người. Cái điều đầu tiên mà Chúa truyền bảo cho dân sự Chúa xưa cũng như tôi và anh chị em ngày nay là gì? Hãy gieo cho mình trong sự công bình. Nói đến gieo đó là dễ thường con dân Chúa ngày hôm nay nghĩ đến cái chuyện là dân tiền, dân hiến, vân vân, dân tiền, dân hiến tài chính là gieo. Nhưng mà gieo thưa anh chị em, thật ra cái nghĩa nó rộng hơn nhiều, rộng hơn rất nhiều là gieo tiền của, không chỉ là tiền của chúng ta mà những lời nói của chúng ta, những cái lời mà tôi và anh em nói ra, những cái việc mà tôi và anh em làm, và thậm chí là những cái thái độ của chúng ta là những cái hạt giống mà chúng ta gieo ra mỗi ngày, dù tôi và anh em có ý thức cái chuyện đó hay không. Thế thì trong những cái lời mà chúng ta nói ra, trong những cái việc mà chúng ta làm, trong những cái thái độ mà chúng ta bày tỏ, trong những cái thái độ mà chúng ta thể hiện đó, có thể là lành, có thể dữ, có thể là tốt, có thể là xấu. Mà dù là tôi và anh chị em có nhận biết hay không đó, thì một khi mà mình đã nói ra là mình đã gieo. Một khi mà mình đã thực hiện cái hành vi đó là mình đã gieo. Một khi mà mình bày tỏ cái thái độ đó là mình đã gieo. Mà đã gieo thì sao? Dù là giống tốt hay giống xấu thưa anh chị em, chắc chắn là mình sẽ mình có gieo là mình có gặt. Gieo hạt giống tốt hay giống xấu gì cũng vậy,
Nói cách khác là gì? Tôi và anh chị em phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã gieo. Tức là tôi và anh chị em phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói. Tôi và anh chị em phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Tôi và anh chị em phải chịu trách nhiệm về những cái thái độ mà mình bày tỏ. Không ai có thể chịu trách nhiệm thay cho tôi và anh em trong chuyện này đâu. Nói cách khác là gì? Không ai có thể nhận thay cho mình cái kết quả hay là cái hậu quả của những gì mà mình đã. Có thể ai đó trong anh chị em có cái suy nghĩ rằng nhưng mà có Chúa Giêsu chịu thay chứ sao mục sư bảo là không có ai. Nếu là những gì mà tôi và anh em gieo ra là giống xấu, là cái giống ác, tức là nếu những gì tôi và anh em nói, nếu những gì tôi và anh em làm, nếu những cái thái độ của mình là tội lỗi đó, thì đúng là Chúa Giêsu gánh chịu cho mình hai cái hình phạt của cái tội lỗi đó. Nhưng mà còn cái hậu quả đó, tôi và anh chị em biết. Đừng có nhầm lẫn cái chỗ này anh chị em. Chúa gánh chịu cái hình phạt của tội lỗi thay cho chúng ta, chứ còn Chúa không gánh chịu cái hậu quả của tội lỗi thay cho chúng ta. Tôi thường hay dùng cái ví dụ như là ông cha đi làm, cái người cha đi làm dặn đứa con ở nhà đừng có trèo lên tay ổi trước nhà nghe, trèo lên là về ổi quýnh á. Ông nhỏ ở nhà không nghe lời, trèo lên té gãy tay. Về nhà thấy ông già về là sợ quá, giờ xin lỗi thì ông cha ông tha lỗi tới lão không có đánh đòn, nhưng cái tay gãy ai chịu? Thằng của con chịu chứ không với ông cha chịu. Cho nên xin Chúa cho tôi và anh em nhớ điều này nè, là những gì mà tôi và anh em nói ra, những gì mà tôi và anh em làm, cái thái độ mà tôi và anh em bày tỏ, đó là những cái hạt giống mà mình gieo ra, hoặc lành hoặc dữ, hoặc tốt hoặc xấu. Gieo là mình chắc chắn sẽ không có ai chịu trách nhiệm thay cho mình cái chuyện đó đâu, không có ai gặt thay cho mình cái vụ đó đâu, không ai nhận thay cho mình cái chuyện đó đâu. Cho nên khi Chúa bảo dân Chúa xưa cũng như tôi và anh chị em ngày hôm nay rằng thì là hãy gieo cho mình trong sự công bình, thì điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là tôi và anh chị em phải làm chuyện đó. Nói cách khác, đó là cái việc mà của mỗi một chúng ta, không ai làm thay cho chúng ta cả. Tôi và anh chị em phải tự gieo cho chính mình. Cái việc mà anh chị em được sinh ra trong cái gia đình có đạo, hay là anh chị em sinh ra trong một cái xứ sở Cơ Đốc giáo đó, nó không có dính dáng gì cái chuyện mà gieo trong sự công bình hết. Cái việc mà anh chị em thuộc về một cái hội thánh chính thống, nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà gieo trong sự công bình hết. Ở đây Chúa không có bảo rằng là Chúa không có bảo dân sự Chúa là hãy gieo cho người trong sự công bình. Không, Chúa không nói vậy. Chúa nói gì? Hãy gieo cho mình, tức là hãy gieo cho chúng ta ấy. Hãy gieo cho chính mình ở trong sự công bình. Gieo cho mình có nghĩa là gì? Gieo cho mình có nghĩa là tích lũy cho tương lai mình một cái nền tảng vững bền, giống như Timothy thứ nhất chương 6 câu 19 nói. Mà làm cho mình đó anh chị em, làm cái gì mà mình làm cho mình đó thì bao giờ mình cũng làm kỹ hơn đúng không? Là cái gì mà mình làm cho mình bao giờ mình cũng chọn cái thứ tốt hơn đúng không? Chắc hơn đúng không? Chất lượng hơn đúng không? Làm cho người khác à? Nhưng mà vì có quá nhiều người trong chúng ta không nhận biết được rằng là những gì mà mình nói ra, những gì mà mình làm, những cái thái độ mà mình bày tỏ đó là mình đang gieo cho chính mình. Nhiều người không có biết chuyện đó, mình cứ nghĩ là mình đang làm cho người khác không hà. Gần sao? Vì có mình nghĩ là những gì mà mình nói ra đó không phải là đang gieo cho chính mình mà là cho người khác không hà. Cho nên thành ra mình nói bạc mạng, mình nói cho sướng miệng, mình nói cho đã nư thôi. Chứ mình nói gì? Nếu biết trước có hôm nay chắc là em phải cẩn trọng dữ lắm. Người ta bảo uống lưỡi 7 lần cho chắc em làm 17 lần luôn. Mà vì cái mình không có nghĩ là cái những gì mà mình nói ra là mình đang gieo cho chính mình. Thành ra mình nói đã luôn. Vì không biết rằng là những gì mình làm, dù lớn hay dù nhỏ, dù là trong nhà hay là trong nhà riêng hay là trong nhà Chúa, dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, là đang gieo cho chính mình. Nên mình làm lấy được, làm lấy có, làm phiêu phiến, làm chiếu lệ, làm dối giả vậy không? Vì không nhớ rằng những cái thái độ mà mình thể hiện với người này kẻ kia thật ra là mình đang gieo ra cho chính mình. Nên mình khinh khỉnh, mình kêu, mình đá thúng đụng nia, mình sân xỉa, mình giả tạo.
Có bên chị em phải gặt đầy đủ tất thần tập những gì mà mình gieo ra mỗi ngày, dù là lành hay dữ. Từ những gì mà mình nói đó, từ những cái việc mà mình làm và những cái thái độ mà mình bày tỏ, những cái thái độ mà mình thể hiện, dù tôi bạn này có ý thức cái chuyện đó hay là không ý thức. Thì Chúa bảo trong Sáng Thế Ký chương 8 câu 22, cái đất cỏ thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Hay như trong Galatia chương 6 câu 7 câu 8 thì lời Chúa cảnh báo rằng là gì? Chớ hề giống mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi thì sẽ gặt lại giống ấy. Kẻ gieo trên phép thịt sẽ bởi phép thịt mà gặt sự hư nát, còn kẻ gieo cho Thánh Linh thì bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chúa bảo gì? Hãy gieo cho mình trong sự công bình. Có cái bản dịch dịch là hãy gieo công bình hay là hãy gieo công chính, dịch như vậy nó không có sát nghĩa. Gieo trong công bình là nói, là làm, là bày tỏ cái thái độ trong cái ý muốn của Chúa, hay là nói, là làm, là bày tỏ thái độ theo như cái sự dạy dỗ của lời Chúa. Lời Chúa mới là chuẩn mực, lời Chúa mới là cái thước đo công chính hay là công bình, thưa anh chị. Lời Chúa mới là chuẩn mực chứ không phải là cái quan điểm hay là cái ý kiến của cộng đồng mạng. Lời Chúa chứ không phải là quan điểm của lề trái hay là lề phải. Lời Chúa mới là chuẩn mực chứ không phải là quan điểm của bên này hay là bên kia. Mà để biết lời Chúa, để vận dụng lời Chúa, để đem lời Chúa ra để lời Chúa có thể cân đo đong đếm chuyện này chuyện kia đó, thì tôi và anh chị em phải sợ, phải đọc, phải học, phải thuộc lời Chúa, phải biết lời Chúa có lớp lan bài bản. Tôi nói mà không có sợ sai rằng là phần đa con cái Chúa ngày hôm nay, cả nhà thờ lẫn tư gia, kể cả một bộ phận không nhỏ những người mang danh là mục sư truyền đạo, biết lời Chúa cách quá hờ hững, biết lời Chúa cách chấp vá. Thành ra những gì mà con dân Chúa tôi tới Chúa phát biểu nói ra hay là viết ra hay là thể hiện qua cái thái độ hay là qua những cái việc làm được đăng tải trên Facebook và trên Zalo mỗi ngày, cho thấy gì? Có quá ít những hạt giống lành, có quá ít những cái hành động gieo ra trong sự đổ. Có thể nói rằng là 2 năm dịch vừa qua thì cái việc mà nhóm lại đó trực tuyến, tức là online, gia tăng khắp mọi nơi. Và hầu hết các đầy tớ Chúa phải là đăng đàn, phải công khai thôi chứ không có lén lút gì được nữa. Tức là chưa bao giờ mà lời Chúa được rao giảng cách công khai nhiều như là trong lúc này. Nhưng mà cũng chưa bao giờ còn dân Chúa tôi tớ Chúa hiểu biết lời Chúa một cách hờ hợp và nông cạn như lúc. Thậm chí là ngay tại các hội thánh mà có những cái vị mục sư, tức là những cái diễn giả mà được ơn đi nữa đó, thì vẫn có không ít những cái thành viên của cái hội thánh đó không hề biết tí gì về những cái bài giảng, những cái bài dạy của các ông mục sư đó hết. Nếu anh xem để ý, anh em sẽ thấy cái số người mà nghe giảng, cái số người mà nghe dạy mà còn ghi chép lại trong mỗi hội thánh đó, hồi nay đếm không có được trên ngón tay đâu. Mà cái thái độ như vậy đối với lời Chúa đó, tôi nói là chị, lấy đâu ra những cái hạt giống lành để gieo cho mình trong sự công bình? Mà không gieo cho mình trong sự công bình á, thì mình sẽ gì? Mình sẽ gieo ra trong sự không công bình thôi. Vì nói, làm và bày tỏ thái độ thì dù có ý thức hay không ý thức, tôi và anh chị em vẫn cứ liên tục nói và bày tỏ mỗi ngày. Hãy tỉnh thức ở anh chị em. Tôi và anh chị em sẽ phải gặt lấy những gì mà mình nói, mình làm mỗi một ngày. Thành ra, hãy suy xét, hãy cân nhắc cho kỹ rồi hẳn nói, hẳn viết ra trên Facebook, hãy post ra trên Zalo, hãy cân nhắc cho kỹ rồi hẳn làm. Bởi vì đang ngồi thì tôi và anh em cũng đang gieo, nên hãy chọn mà gieo cho mình trong sự công bình. Tức là chọn nói hay là biết những gì mà đẹp lòng Chúa thì hẳn nói, chọn những gì đẹp lòng Chúa thẳng làm. Phước
cái quả trong năm này là từ cái lỗ mũi của chúng ta, từ cái đầu bàn tay của chúng ta, ở cái thái độ của cầu anh chị em chúng ta, phúc phần hay là thảm họa này, đối với cầu anh chị em là nó bắt đầu từ cái miệng của mình, đầu bàn tay của mình, phải gieo cho mình. Cái điều thứ hai hay là cái mạng lệnh thứ hai ở trong cái câu kinh thánh này là hãy gạch theo sự nhân từ, không không phải là gạch trong sự nhân từ mà là gạch theo sự nhân từ là according to, cũng cũng không phải là gạch theo cái khả năng hay là theo tài trí hay là theo công sức mà mình bỏ ra hay là theo cái công sức mà mình đầu tư, gạch theo sự nhân từ. Dù chúng ta biết là gieo gì gặt nấy đúng không, nhưng mà không ai trong chúng ta quyết định được cái chuyện gặt, không ai trong chúng ta quyết định được cái kết quả gặt đúng không. Chúng ta biết rằng là có gieo là có gặt, nhưng mà mình không có quyết định được là mình sẽ gặt được bao nhiêu. Thành ra mới có cái trường hợp là gieo nhiều gặt ít đó anh xem, nhưng trong anh em cái kết quả là sao, Chúa mới quyết định. Cái việc của tôi và anh em là gieo, gieo cho mình trong sự công bình, còn cái kết quả là do Chúa toàn quyền quyết định. Việc của tôi và anh em là trồng là tưới cái hạt giống lành, còn làm cho lớn lên là đó là lý do mà Chúa bảo ở đây là hãy gạt theo sự nhân từ, tiếng Anh là mercy. Nói cách khác là bởi cái đức tin hay là bởi cái sự vâng lời đó, thì chúng ta sẽ gieo cho mình trong cái sự công bình, tức là mình vâng những lời Chúa trong cái lời nói, trong cái thái độ, trong cái việc làm, trong cái cách hành xử mỗi ngày. Nhưng mà nhờ ân điển hay là nhờ sự thương xót của Chúa mà mình sẽ nhận được cái sự bảo đảm tốt lành vững bền cho tương lai. Vâng, tôi và anh chị em cần phải giữ môi miệng mình. Tôi và anh em cần phải giữ lòng khiêm nhường. Tôi và anh em cần phải tôn trọng Chúa, không có quên Chúa. Tôi và anh em cần phải xem người khác tôn trọng hơn mình. Tôi và anh chị em cần vâng giữ tuân theo cái sự dạy dỗ của lời Chúa trong cách hành xử mỗi ngày. Và hẳn nhiên là những gì mà chúng ta gieo ra thì tức là qua lời nói, qua thái độ và qua việc làm đó thì chúng ta sẽ gặt. Thế nhưng mà cần nhớ điều này, những gì mà chúng ta gặt tức là cái kết quả của mình trong năm này và những năm còn lại trên đất đó, nó không do là chúng ta xứng đáng mà do là nhân từ. Nôm na là gì? Chẳng qua là một tình thương thôi, chứ không phải do mình tài giỏi, cũng không phải là do mình may mắn hay là gặp thờ. Đừng bao giờ có cái tư tưởng về anh chị em. Tức là nếu mà trong năm nay mà anh em được Chúa ban phước, được Chúa thương xót này kia khác nọ đó, được Chúa thăm viếng, được Chúa sử dụng này kia khác nọ, thì đừng bao giờ có cái tư tưởng này. Mình phải thế nào thì Chúa mới cho mình được thế này. Chúa nhắc nhớ dân sự Chúa là gì? Hãy gạt theo sự nhân từ. Những gì mà tôi và anh em vâng giữ theo lời Chúa là rất được tốt, nhưng đó không phải là cái cơ sở, đó không phải là cái căn cứ mà Chúa ban cho chúng ta phước này phước nọ đâu. Tất cả những gì tốt đẹp mà tôi và anh em có được và sẽ có được là bởi lòng nhân từ lớn lao vô lực vô hạn. Vì không hiểu được điều này cho nên nhiều người đâm ra kể lể, nhiều người đâm ra chất vấn Chúa, tại sao con làm này làm kia cho Chúa, làm này làm kia như vậy mà con không được như này như nọ. Hoặc là số khác này sẽ gì, đâm ra định tội chính mình vì mình không làm được điều này điều nọ nên mình phải chịu như này như nọ. Anh chị em ơi, đừng có suy bụng ta ra một Chúa kìa, đừng có khoe mình kiêu ngạo vì những ân phúc, những cái lợi thế mà Chúa cho. Hãy khiêm nhu học biết gì, hãy gạt hay là hãy nhận lãnh theo cái sự nhân từ của Chúa. Tất nhiên nếu tôi và anh chị em không gieo cho mình ở trong cái sự công bình thì chúng ta chẳng có gì tốt lành để gạt cho mình ở trong năm này và những năm hầu đến cả. Do vậy là khi vâng lời Chúa gieo cho mình trong sự công bình thì chúng ta cũng không thể quyết định những gì mình sẽ gặt, chúng ta cũng không thể quyết định là mình sẽ gặt được bao nhiêu. Chính Chúa mới là đấng quyết định cái chuyện đó, không phải khả năng, không phải tài trí hay là thần vận của chúng ta quyết định cái việc đó, mà là do lòng nhân từ hay là bởi ân điển của Chúa mới quyết định. Vì suy cho cùng đó anh chị em, đức tin của chúng ta tức là cái tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa đó, đâu phải tự mình muốn mà có đó, đâu phải tự mình sản sinh đó, cũng là sự ban cho của Chúa thôi. Ngay cả cái việc mà anh em trung tín hay là anh em y
yêu mến Chúa này kia khác nào cũng là sự ban cho của Chúa thôi. Năm xưa đó Chúa dùng Môi-se để cảnh báo dân Israel trước khi họ bước vào xứ hứa rằng là vậy phải cẩn thận, đừng tự bảo rằng là chính năng lực và sức mạnh của đôi tay ta đã tạo dựng cho ta cơ đồ này, nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ. Phục truyền chương 8 câu 15, chính Chúa ban cho anh chị em tấm lòng con lòng để gieo cho chính mình trong sức lực. Thật ra hãy nhớ luôn rằng là những ơn Chúa, những ơn phước Chúa, những cái phúc phần mà anh chị em gặp được, những cái phúc phần mà anh chị em nhận được ở trong năm này là theo như sự nhân từ hay là lòng thương xót. Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ. Tiếp theo, hãy vỡ đất mới. Trong nguyên văn đó, vỡ đất mới Việt Nam đó, trong nguyên văn phải là hãy cày vỡ đất bị bỏ qua. Đất mới đâu phải là chưa có cái đất này đất bốn đặt canh tác rồi bị quăng hết rồi. Hãy cày vỡ đất bị bỏ qua. Tại sao gieo gặt rồi giờ mới nói đến chuyện cày xới những cái mảnh đất bỏ qua? Đúng rồi, thì phải cày xới rồi mới tới gieo đúng không? Cái câu mà hãy gieo cho mình trong cái sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ, rồi hãy cày vỡ đất bị bỏ hoang, nó có thể hiểu như này: để có thể gieo cho mình trong cái sự công bình, để có thể gặt cho mình theo sự nhân từ, thì quý vị cần phải cày xới những cái mảnh đất bị bỏ hoang. Và cái câu đó nó hiểu như này: những cái mảnh đất mà bị bỏ hoang này là cái hình ảnh của những cái phần, những cái góc khuất, những cái lĩnh vực ở trong cái tấm lòng của chúng ta nó bị chai cứng, nó bị lỗn nhổn, đá sỏi nó bị trà trôn gai góc đó anh chị. Tức là những cái nơi chốn ở trong cái lòng của mình mà nó không thể tiếp nhận lời Chúa được, nó không có đáp ứng lại với lời Chúa, nó không còn đơn sơ tin cậy, nó không còn đơn sơ làm theo lời Chúa như nó đáng phải có. Đó là cái tình trạng mà Kinh Thánh gọi là lòng xa cách Chúa, của những cái người mà môi miệng thì vẫn còn tôn thờ Chúa, hay nói như cách tiên tri đời xưa đó là gì, là béo lòng nặng tạc. Cái lòng bỏ hoang là như vậy đó anh chị. Có thể tôi và anh chị em không nghĩ là mình đang trong tình trạng đó đâu, đúng không? Ai chứ tôi còn ngon lành luôn. Dễ gì mình thật sự chịu nhìn nhận là mình đang bị bệnh nặng, mấy người bị bệnh nặng ấy hay không có đâu. Tôi và anh em nói gì nó đúng là mình không có còn nắng cháy, nhưng mà đâu ai trong chúng ta nhìn nhận là mình đang hâm hẳn đâu. Đúng là mình không phải là một mảnh đất tốt. Mình nói là thưa mục sư, em biết chắc là em không phải là một loại mảnh đất tốt mà mảnh đất mà gieo vô một hạt được 30, 60 trăm đâu. Nhưng mà đâu ai trong chúng ta đủ can đảm chịu nhìn nhận rồi. Cái tấm lòng của mình là đất vệ đường, là đất đá sỏi, là đất bụi gai đâu, đúng không? Anh chị em ơi, nếu thành thật đủ đó thì anh chị em còn ham thích đọc Kinh Thánh hơn là anh em thích đọc Facebook, đọc tin tức hơn. Nếu thành thật với chính mình thì anh chị em khi đọc Kinh Thánh anh em còn nhận được cái sự dạy dỗ, anh em còn được đụng chạm mỗi lần đọc. Hay là anh em chỉ đọc Kinh Thánh giờ này như là thói quen, như là thậm chí đọc cho rồi. Anh em thích xem phim ngoài đời, anh em mê tấu hài, các cái chương trình TV hơn, hay là anh em thích nghe bài giảng của các mục sư, dành thời gian theo dõi các cái bài giảng của các tôi tới Chúa hơn? Nếu mà câu trả lời của anh chị em là nó thiên về những gì thuộc về thế gian này, tức là tích mạng xã hội, phim ảnh TV hơn, thì rõ ràng lòng của tôi và anh chị em đã trở nên quăng cu, đã trở nên xa lạ với những gì thuộc về Đức Chúa Trời rồi. Mà một khi mà tôi và anh chị em không còn thật sự tha thiết gì đến lời Chúa, tức là Kinh Thánh á, thì dù tôi và anh chị em có là mục sư, là truyền đạo, là gì đi nữa, thì lòng của chúng ta cũng đã bị bỏ qua, đã bị trà trôn, đã bị gai góc, đã bị sỏi đá phủ lấp lại rồi. Mà một cái tấm lòng như vậy, thưa anh chị em, không thể nào gieo cho mình trong sự công bình đó. Vì Chúa phán gì ở trong Giê-rê-mi chương 4 câu 3: hãy vỡ đất hoang, đừng gieo trồng gai góc. Lòng của anh chị em có đang trong cái tình trạng chai cứng, lạnh nhạt, dửng dưng với lời Chúa không? Tôi không hỏi là cái miệng của anh chị em, mà là cái lòng của anh chị em có còn đang chai cứng, có còn quan quá đối với lời Chúa không? Nếu
Nhưng có một điều chắc chắn là Chúa sẽ đến và sa mưa công bình cho những người tìm kiếm Ngài. Mưa xuống, đất nó sẽ mềm ra, càng xáo được, lúc đó mình phải gieo. Ngày hôm nay đó, có cái hiện tượng là một số người thì nhận biết mình khô, một số người là nhận biết mình nhạt. Họ tìm đến gì? Với các cái kỳ này họ phấn hưng. Họ tìm đến nhờ các mục sư được ơn cầu nguyện cho. Thưa anh chị em, không có gì sai trong những cái chuyện này. Nhưng mà tôi nói là anh chị em này, cái việc tìm kiếm Chúa đó, cái việc xé lòng hay là cài xới cái miếng đất lòng bị bỏ hoang của mình, nó không có theo kiểu mì ăn liền, không theo kiểu một chạm hay là ngay và luôn như vậy đâu. Không có một cái người làm nông hay làm vườn nào căng tắt đất cái kiểu mà một phát ăn ngay một lần đủ cả như vậy đó. Cái việc được chút phát hơn thăm biến, dù ở cái cấp độ cá nhân hay là tập thể, đều là kết quả của một cái tiến trình tìm kiếm Chúa một cách bền bỉ, một cách bền đổ, thẳng tâm hay là anh em ơi. Cái lý do mà Chúa truyền bảo dân Chúa xưa cũng như tôi và anh chị em ngày hôm nay hãy bỏ đất mới hay chính xác hơn là hãy cài xới đất bị bỏ hoang, tức là hãy xé lòng, hay là vì đây là cái kỳ tìm kiếm sự phù hợp, đây là cái thời điểm thích hợp để xé lòng, để tìm ăn cầu nguyện, để tìm kiếm mặt Chúa, đây là cái thời điểm thích hợp để tìm kiếm sự tha thứ, sự phục hồi, sự thăng tiến của Chúa ở trên đời sống của mỗi một chúng ta. Nói cách khác là gì? Đừng có chờ đợi, đừng có hẹn rày hẹn mai, mà hãy tìm kiếm Chúa ngày hôm nay, hãy bắt đầu ngày hôm nay. Những cái ngày đầu xuân mới này là cái thời điểm thích hợp, là cái kỳ tìm kiếm Đức Chúa. Hãy tái lập lại thưa anh chị em, cái việc tìm kiếm Chúa trong đời sống của anh chị em. Hãy tái lập lại thưa các đại tớ Chúa, cái việc tìm kiếm Chúa trong chức vụ của quý vị. Cho đến chừng nào mà Chúa đến và sa mưa công bình trên đời sống của anh chị em, cho đến chừng nào mà Chúa đến sa mưa công bình trên chức vụ của quý vị, hãy xin Chúa một cái tấm lòng đói khát lời của Chúa. Nếu cái lòng quý vị bây giờ không còn tha thiết gì đến lời Chúa, không còn ham thích gì việc đọc suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, hãy kêu cầu Chúa ban cho mình một cái tấm lòng sẵn sàng làm theo lời Chúa. Nếu lòng của quý vị bây giờ nghe lời Chúa, dù có nhận biết mình sai đi nữa, rồi một chốc một lát rồi mình lại bỏ. Anh em ơi, đừng phí thời giờ gieo ra trong ngày đó. Đừng lao nhọc, đừng hy sinh cho vương quốc Chúa, cho công việc Chúa một cách vô ích nữa. Đừng tiếp tục làm cái công việc Chúa, tức là giảng đạo, tức là giảng dạy, tức là thờ phượng, tức là thăng tiến, dâng hiến, khi lòng của quý vị còn bị bỏ quên, khi lòng của anh chị em bị trà cho gai góc có đầy vậy. Hãy xử lý mình lắc lòng, hãy xử lý cái tình trạng tấm lòng của quý vị trước đã. Khá nhớ gì? Các nguồn sự sống là do nơi tấm lòng của quý vị mà ra. Sự sống của quý vị trong cái năm này và những năm tiếp theo đây là từ nơi cái tấm lòng. Phúc phần của quý vị trong năm này là ra từ nơi tấm lòng. Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ. Nhưng mà để có thể làm được cái chuyện đó, tức là để có thể gieo ra trong sự công bình mà gặt theo sự nhân từ, tôi và anh chị em cần phải cài xấu những cái nơi bị bỏ qua, những cái nơi chai cứng, gai góc, đá sỏi trong tấm lòng. Cài xấu lòng mình là hạ lòng tìm kiếm Chúa, cài xấu lòng mình là hạ lòng tìm kiếm Chúa cho đến khi Chúa đến thăm viếng tấm lòng mình, cho đến khi Chúa làm cho lòng mình mới ra mới, làm mềm lòng mình mới thôi. Và hiện nay phải, hiện nay là cái thời điểm, là cái thời điểm thích hợp để tìm kiếm Chúa, để tìm kiếm sự thăm viếng của Chúa. Anh chị có sẵn không? Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Không phải chỉ là làm cầu nguyện tại đây là đủ thưa anh chị, mà là khởi điểm cho một cái tiến trình trở lại tìm kiếm mặt Chúa, mà là bắt đầu cho một cái kỳ sẽ lọc, mà là bắt đầu cho cái kỳ cày xới
những nơi bị bỏ hoang trong thánh lòng. Bởi vì không ai biết được cái thái độ của anh chị em đối với lời Chúa như nào. Có thể anh em vẫn còn đọc lời Chúa mỗi ngày, nhưng mà đọc theo bổn phận, theo trách nhiệm, chứ không còn tha thiết, không còn có cái được cái sự sung sướng, không còn có cái sự ham thích nào chẳng. Và anh em vẫn đọc lời Chúa mỗi ngày, vẫn làm cái việc Chúa mỗi ngày, nhưng mà không có đam mê. Anh em không còn sung sướng, không có một cái thúc đẩy nào sâu xa được. Có thể anh em vẫn nghe bài giảng mỗi ngày, nhưng mà dường như anh em không có đáp ứng lại. Anh em không còn khao khát để làm theo lời của Chúa. Anh chị em ơi, hãy cài mở đắc phật cho đến chừng Chúa đến sa mưa công bình. Chúa cần anh chị em. Chúa muốn bày tỏ chính Ngài của anh chị em trong năm này và những năm tới. Hallelujah. Hallelujah. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài sáng hôm nay. Thật lòng của chúng con cần sự đánh động của từ lời Chúa. Có thể chúng con có hình thức bề ngoài rất là thuộc linh. Chúng con có thể có những cái lời nói rất là mạnh mẽ, đầy đức tin. Nhưng duy một mình Ngài biết được cái tình trạng tấm lòng của chúng con. Duy một mình Chúa là đấng nhìn thấy trong trí và thử nghiệm trong lòng, biết được những nơi nào trong chúng con, trong lòng của chúng con, trong sâu kín của chúng con lộn nhộn đá sỏi trà chôn gai góc và chạy cứng chạy. Cha ơi, xin ban cho chúng con có một tấm lòng ăn năn. Xin ban cho chúng con tâm linh của sự ăn năn thật sự, để chúng con không diễn trước mặt Ngài mà bằng là thả mình trước mặt Ngài, kêu xin sự tha thứ, kêu xin sự thương xót, kêu xin sự phục hồi. Trời ơi, ngày ban cho chúng con tấm lòng không phải là để diễn. Chúa ban cho chúng con tấm lòng không phải là để đóng vai một người Pharisee, một người sùng đạo ở trong thời đại này, mà bằng là ngày ban cho chúng con tấm lòng là cuộc sống nó văng ra cho đến tận đời. Amen. Xin chạm đến mỗi một chúng con, biến đổi chúng con, làm cho chúng con lên mới. Amen. Ban cho chúng con cái tấm lòng đói khát Chúa Chúa Trời. Xin ban cho chúng con một cái tấm lòng khao khát sống theo lời Chúa. Amen. Để chúng con dù nhỏ hay lớn, người mới hay cũ, chúng con không chỉ là cơ đốc nhân hình thức bề ngoài, mà từ bề trong của chúng con cũng là những người thuộc riêng về Chúa. Amen. Xin những ngày này bắt đầu hành động ở trong chúng con là những ngày tìm kiếm Đức Giê-hô-va của mỗi một chúng con. Nguyện Chúa được ngợi khen, nguyện Chúa được chúc tụng, và nguyện người ta nhìn thấy cái sự thăm viếng sống động của Chúa trong đời sống của mỗi một chúng con, gia đình của chúng con là hậu thánh của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Chúa trình dân mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của Chúa. Chúa đồng thành kính nhiệm chung cầu. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.